Vở bài tập tiếng Việt lớp 1 tập 2 của sách Trên Trời Sáng Tạo. Các bạn mở sách trang 56. Chủ đề 30: Làng quê yên bình. Ban mai trên bảng sách giáo khoa trang 109. Bài đọc: Ban mai trên bảng nói về điều gì? Hãy đánh dấu tích vào ô trống trước ý đúng. Ý thứ nhất: cảnh buổi ban mai trên bản làng miền núi. Ý thứ hai: tiếng gà gáy báo trời sáng. Rồi, vậy là các bạn chọn ý đúng là nhất là tiếng gà gáy báo trời sáng. Con gà nó gáy ò ò cái nó báo là biết mình biết trời sáng rồi đó các bạn. Bài tập số 1, các bạn viết chữ R hay là chữ G? R nha các bạn, cong lưỡi là R hoặc là chữ G. Cái gì đây? Ga Đồng Đăng. Các bạn đố các bạn viết cái chữ gì? G nha. Ở đây này các bạn, người ta viết chữ Ga Đồng Đăng nè đó. Ruộng bậc thang Sapa. Đố các bạn viết chữ gì? Chữ R nha. Ruộng nha. Rồi tiếp theo hình này, rừng Cúc Phương. Rừng hay là gừng các bạn? G này đúng không? No. Vậy là chữ R. Rừng Cúc Phương mà. Các bạn nào biết rừng không? Cây cối mọc rồi hả? Các con vật nó sống ở trong đó đó. Bài tập số 2, L hay là N? Cái chữ L là các bạn cong lưỡi, L cao hoặc là N thấp với các bạn. Nương rẫy là chữ gì các bạn? N thấp nha. Thung lũng là L cao nha. Rồi tiếp theo, đồi núi là các bạn viết chữ N thấp nè. Dễ quá ta. Bài tập số 3, các bạn viết âm an hay là âm an? An an hay là an ng an? An là cái miệng nó há ra, ng an an. Còn an an thì nó là an thôi. An hay là an? Củ khoai lang ha, là âm an, an ng nha các bạn. Rồi, cái này là cái quạt nan là an ha, an an. Còn đây là cái gì đây các bạn? Dàn bầu hay là dàn ha? Dàn nha các bạn, A-N-A-N. Dàn bầu. Rồi, bài tập số 1, viết một câu có từ ngữ em đã điền. Các bạn đã điền từ nào? Nương rẫy. Thì các bạn đặt câu đi, nương rẫy. Em đang ở trên nương rẫy. Thung lũng. Hôm nay em đi thăm thung lũng. Đó, các bạn cứ đặt câu nào tùy các bạn ha. Tùy ý. Đồi núi. Đồi núi đặt sao ta? Rồi các bạn có thể đặt câu là em đứng ngắm cảnh đồi núi phía xa, được chưa? Ok. Củ khoai lang, các bạn đặt củ khoai lang đi. Nhà em trồng được củ khoai lang to. Đó, ok. Rồi tiếp theo, quạt nan. Quạt nan, bà em có chiếc quạt nan. Cái câu này dễ đấy, được á. Rồi, dàn bầu. Ông em trồng một dàn bầu rất đẹp mắt. Hoặc là các bạn muốn nói sao các bạn nói, ok. Cái đấy là tùy ý các bạn đặt câu. Rồi, câu của cô viết vào là bà em có chiếc quạt nan. Câu này rất là dễ và chính xác luôn đấy. Mình viết là mình đúng luôn đấy các bạn. Đó, các bạn nhớ viết câu đơn giản thôi, đừng viết câu khó quá nha. Tại mình viết câu khó quá thì nó sẽ bị sai đó các bạn. Chúng ta qua bài tập số 2, viết lời chào hoặc lời xin phép của em với cha mẹ, ông bà. Bây giờ các bạn chỉ chọn thôi, một là các bạn viết lời chào hay là các bạn viết lời xin phép. Theo cô thì viết lời xin phép dễ nhỉ? Dễ hơn á. Dạ con xin phép mẹ cho con đi chơi với bạn được không ạ? Câu này rất là dễ ha. Còn lời chào thì sao đây? Cũng dễ luôn. Vậy cô đặt lời chào nha, là mình trước khi mình đi học thì mình phải chào ba mẹ, ông bà của mình nha, ông bà cha mẹ. Dạ con chào ba mẹ, con đi học ạ. Cũng được ha. Vậy cái câu lời chào này cũng dễ ha. Vậy xin phép. Xin phép cũng dễ, lời chào cũng dễ. Vậy bây giờ các bạn chọn cái nào? Các bạn viết ra. Rồi cô viết con chào ba mẹ, con đi học ạ. Rồi các bạn viết câu của các bạn ra nha. Còn lời xin phép thì các bạn viết là
Rồi cô viết cái câu lời xin phép này các bạn. Mẹ ơi, con xin phép qua nhà bạn chơi nhé. Đó, thì các bạn viết câu của các bạn ra nha. Nhớ bài tập này các bạn chỉ viết một trong hai câu thôi, một câu này thôi. Tại vì người ta có chữ hoặc này các bạn, lời chào hoặc lời xin phép. Thì các bạn chọn một câu các bạn viết ra, cô làm hai câu cho các bạn tự chọn nha. Chúng ta qua phần tiếp theo, làng gốm Bát Tràng, sách giáo khoa trang 112. Câu số 1, các bạn viết chữ sờ hay chữ sờ, sờ mạnh hay sờ nhẹ? Bãi xương rồng. Xương rồng thì các bạn viết chữ nào? Rồi các bạn ơi, chữ xương rồng thì các bạn viết chữ sờ nha, sờ nhẹ thôi ha, xương rồng nha. Đó. Rồi, đồi sim hay là đồi sim? À, đồi sim nha các bạn. Các bạn sờ mạnh lên. Rồi, dòng sông ngoằn ngoèo, vậy là chữ sờ, sông là sờ mạnh nha. Tập số 2, Úc hay là út? U cờ Úc hay là u tờ út? Hàng râm bụt là u tờ nha các bạn, u tờ út bụt. À, lục bình là u cờ Úc nha các bạn, lục bình u cờ Úc. U cờ Úc. Được chưa? Rồi tiếp theo, con đường khúc khuỷu là u cờ Úc nha các bạn. U cờ. Bây giờ chúng ta qua phần bài tập 1, viết một câu có từ ngữ em đã điền. Các bạn đã điền những từ này rồi thì bây giờ các bạn viết câu bãi xương rồng. À, thì các bạn thấy không? À, mình đặt bãi xương rồng nè. Em thấy một bãi xương rồng rất to, hay nói vậy thôi là được rồi ha. Đồi sim, hôm nay em đi tham quan đồi sim đó. Rồi dòng sông ngoằn ngoèo, thì ở thành ở quê em có một dòng sông ngoằn ngoèo rất là dễ ha. Rồi hàng râm bụt, hàng râm bụt nhà em cao quá hay là nhà em có hàng râm bụt? Các bạn tự đặt thôi nha, các bạn cứ muốn đặt từ nào các bạn đặt câu dễ mà. Rồi lục bình, hôm nay em ngồi ngắm lục bình trôi trên sông. Đó, mình đặt câu rất đơn giản thôi. Con đường khúc khuỷu, rồi em thấy một con đường khúc khuỷu rất dài, hoặc là em đang đi trên con đường khúc khuỷu. Đó. Rồi câu của cô là em ngắm lục bình trôi trên sông, câu này rất đơn giản ha. Rồi chúng ta qua câu số 2, viết tên bức tranh em chọn. Bây giờ các bạn chọn một bức tranh đi rồi các bạn viết tên vào thôi, rất là dễ ha. Ở đây có cánh đồng lúa nè, và bức tranh này là bức tranh gì đây? Kéo lưới ha các bạn. Rồi cô chọn bức tranh đầu tiên thì cô sẽ viết là ruộng bậc thang Sapa. Nó có cái bậc thang này các bạn. Đó, đây là cái ruộng, ruộng là trồng lúa đó các bạn. Đó, nói ruộng là thường người ta trồng lúa, hoặc là người ta có thể trồng chè. Ở trên cao thì người ta trồng cây chè các bạn, để uống nước ấy, cây chè đó. Các ông bà nhà mình uống chè ấy, các bạn. Đó, thì tùy theo người ta trồng cái gì, nhưng mà đây là gọi là cái ruộng. Mà cái ruộng nó theo từng cái, giống như cái bậc thang mình đi lên vậy đó, gọi là ruộng bậc thang nha. Còn ở các bạn nào mà ở dưới đồng bằng ấy, thì ruộng nó bằng phẳng luôn á ha, nó giống như cái sân vậy đó. Chúng ta qua phần thực hành. Câu số 1, tìm con vật, cây cối hoặc hoạt động trong bức tranh có tên gọi chứa tiếng bắt đầu bằng ngờ, ngờ ghép. Ví dụ ngờ ghép là con nghé nè, con nghé có chữ ngờ nè. Rồi chữ chờ hoặc là chờ CH nè, chữ chờ, chờ mạnh hoặc là chờ nhẹ nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn nhìn hình đi, và sau đó các bạn nhìn thấy cái gì các bạn viết vào. Vậy chúng ta đã tìm được, đây là cây tre, ngựa, đây có người ha các bạn. Rồi cây này cây chuối ha, con trâu là lớn nè, con nhỏ thì gọi là nghé nha các bạn. Rồi sau đó các bạn viết vào cho cô những cái từ ở trên đây. Bài tập số 2, đặt câu có từ ngữ em đã tìm được. Bây giờ các bạn đã tìm được những cái từ này thì các bạn đặt câu. À, nghé, con nghé. Các bạn đặt sao? Con ngựa, người. Rồi tre, trâu, chuối. Rồi cô đặt là mẹ em dẫn trâu đi cày ruộng. Đó cũng là một câu nha các bạn. Rồi bây giờ câu số 3, đặt tên cho bức tranh trên. Các bạn nhìn thấy bức tranh mà các bạn đặt tên. Các bạn nhìn thấy bức tranh này ở đâu đây? Ở làng quê ha. Rồi các bạn viết bức tên của bức tranh là phong cảnh làng quê. Rồi sau khi các bạn làm bài xong thì các bạn chú ý đọc lại các từ và câu nha.
Các bạn đọc 3 lần cho nhớ để mình chép chính tả cho chính xác nha. Rồi cô chúc các bạn học giỏi nha.